Cách mạng tháng 8 thành công, vua Bảo Đại nói, chủ tịch chính phủ mới là Nguyễn Ái Quốc, thì ta đáng thoái vị. Vua Bảo Đại tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913, khi 9 tuổi đã được khâm sứ Huế là Charles nhận làm con nuôi và đưa sang Pháp học nghề làm vua tại trường chuyên ngành khoa học chính trị ở Paris. Cuối năm 1925, vua khải định băng hà. Ngày 8 tháng 1 năm 1926, triều đình tôn Vĩnh Thụy lên ngôi. Sau khi làm lễ đăng quang và an táng vua cha, Bảo Đại trở lại Pháp tiếp tục học tập, còn mọi việc trong nước giao cho hội đồng phụ chánh do quan đại thần Nguyễn Hữu Bài đứng đầu, điều hành. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi việc đều do người Pháp sắp đặt và cai trị, còn chính phủ Nam Triều chỉ đóng vai trò thừa hành. Từ những năm 20 trở đi, ở nước ta nhiều đảng ái quốc ra đời, lập chiến khu, dấy lên các phong trào chống thực dân Pháp. Trước tình thế đó, vào mùa hè năm 1932, Pháp buộc phải đưa Bảo Đại về nước với hy vọng ông đã học xong trường cao đẳng chính trị. Vị vua trẻ mang phong cách và văn minh phương Tây về nước có thể thu phục được các tầng lớp thanh niên, nhất là đội ngũ trí thức, là nguội dần các phong trào chống Pháp. Đầu tháng 9 năm 1932, về tới Huế, ngay lập tức Bảo Đại ra mắt quần thần, ngỏ lời cùng quốc dân, đưa ra nhiều lời hứa, mong muốn cải cách, xây dựng một đất nước văn minh. Quả thực, sau 10 năm học ở Pháp, tiếp thu lối sống phương Tây, Bảo Đại đã cho bỏ những tập tục, lễ nghi cổ truyền mà các vua cha bày ra. Trước hết, ông ban sắc dụ, từ nay hoàng thượng tới đâu, thần dân không phải quỳ lạy, có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng long nhàn đức vua mà không sợ phạm thượng, các quan cũng không phải quỳ lạy mỗi khi vào chầu. Làm như vậy, thực ra Bảo Đại nhằm tới hai mục đích. Thứ nhất, để tỏ ra là một nhà vua tiến bộ, bình dân, tôn trọng những người lớn tuổi đáng bậc cha chú. Nếu cứ bắt họ phủ phục mỗi khi vào chầu, thật khó coi. Thứ hai, nhân dịp này, để các quan Tây vào chầu cũng khỏi phải chắp tay xá lạy, mà chỉ cần bắt tay tỏ ý thân thiện theo kiểu phương Tây. Tiếp theo, Bảo Đại cải tổ bộ máy hành chính cho các vị thượng thư già yếu hoặc kém năng lực về hưu. Chẳng hạn như Nguyễn Hữu Bài đã làm thượng thư quá lâu, lại có tư tưởng bài Pháp nên được nghỉ trước tiên. Đồng thời, sắc phong thêm 4 thượng thư mới lựa chọn trong giới hành chính và học giả. Về sau, ông còn lập thêm một số bộ và thành lập viện dân biểu để trình bày nguyện vọng của dân chúng lên nhà vua và chính phủ Pháp. Nhà vua cũng cho phép hội đồng tư vấn Bắc Kỳ được thay mặt Nam Triều trong việc hợp tác với chính phủ bảo hộ. Trong khi đó, Bảo Đại tiến hành các cuộc ngự du, trước hết là bái yết vong linh tiên đế nhà Nguyễn, về Thanh Hóa vinh quy bái tổ, thăm Hà Nội, Sài Gòn, Tây Nguyên và các địa phương khác để nắm được nguyện vọng của thần dân. Có lẽ vì vậy, thời đó người ta coi Bảo Đại là nhà vua cải cách. Khi Thế chiến thứ hai sắp tới hồi kết, quân Nhật tràn vào nước ta. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, cai trị dân ta, bắt nông dân nhổ lúa, trồng đay, ngô để cung cấp cho chúng. Kết quả năm đó thiếu thóc gạo, dẫn đến nạn đói giết 2 triệu người, chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ, nơi được coi là một trong hai vựa thóc của nước ta. Quá bất ngờ, Bảo Đại vội vàng tìm một số ít người thân với Pháp trước đây để thành lập nội các mới. Trong vòng từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1945, nhà vua ủy thác cho Trần Trọng Kim 2 lần thành lập nội các thân Nhật. Nhưng đây cũng chỉ là những chính phủ bù nhìn. Mọi chính sách và hoạt động nhất nhất đều chịu sự giật dây của cố vấn tối cao người Nhật Yokoyama. Thực ra, khi thấy cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang ảo ảo dâng lên, thì cũng không có một ông vua hay một chính phủ Nam Triều nào khi đó có thể đứng vững. Từ đầu tháng 8, Bảo Đại cũng như cả hoàng tộc đều vô cùng hoang mang, lo lắng. Trong tình hình đó, vua Bảo Đại coi ông đồng lý văn phòng Phạm Khắc Hòe như một người cộng sự tâm phúc nhất. Quả thực, ông Hòe đã đóng một vai trò rất đặc biệt. Ông theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình cuộc chiến giữa quân đồng minh với phe phát xít, bắt liên lạc với các nhà ái quốc để tìm hiểu chủ trương, đường lối của cách mạng, rồi đưa ra những lời khuyên nhủ khéo léo cho nhà vua cùng hoàng tộc. Trong những ngày cuối tháng 8 năm 1945, trước sức ép của hàng vạn đồng bào ở các huyện, phủ của Thừa Thiên đang nổi dậy kéo về thành phố Huế bao vây các công sở, trại lính, cùng với bản tối hậu thư của Việt Minh Thừa Thiên Huế gửi cho Bảo Đại, buộc nhà vua phải nhanh chóng lựa chọn con đường thoái vị và nhường quyền lãnh đạo cho chính quyền Việt Minh. Đồng lý ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe trấn an, thuyết phục để cuối cùng buộc nhà vua phải chấp nhận rời bỏ ngai vàng. Từ đó, Bảo Đại đã đồng ý và giao cho đồng lý ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe thay mặt nhà vua tiếp xúc, trao đổi và phúc đáp các yêu cầu của Việt Minh, đồng thời tiến hành soạn thảo chiếu thoái vị để thông báo với Việt Minh cùng toàn dân về sự chấm dứt vĩnh viễn của chế độ quân chủ nhà Nguyễn. Phạm Khắc Hòe sinh ra vào năm đầu tiên của thế kỷ 20, lớn lên ở vùng quê Đức Thọ, Hà Tĩnh,
Trưởng thành trong một gia đình khoa bảng, ông đã từng học chữ Nho, rồi sau đó chuyển sang học chữ Pháp và Quốc ngữ, đỗ bằng tiểu học Pháp Việt, rồi tốt nghiệp cao đẳng pháp luật và hành chính Hà Nội năm 1925. Sau đó, ông được phân công làm tham tán tòa sứ tại Huế, rồi Quy Nhơn. Đến năm 1933 thì chuyển sang ngạch quan lại Nam Triều ở Đà Lạt. Mãi đến năm 1940 mới chuyển về Huế. Đến năm 1944, ông được vua Bảo Đại tiến cử, đảm nhận chức vụ Đồng Lý Ngự Tiền Văn Phòng, quan thượng thư tại triều đình Huế. Vào những ngày này, vua Bảo Đại tỏ ra buồn chán vì chưa tin vào lời hứa của cách mạng sẽ để yên cho cựu hoàng và gia quyến. Việc cả gia đình Nga Hoàng bị sát hại sau cách mạng tháng 10 năm 1917 đã làm cho Bảo Đại lo sợ. Sáng ngày 22 tháng 8, ông Phạm Khắc Hòe, ngự tiền văn phòng đồng lý của Bảo Đại, mang bức điện của Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ từ Hà Nội đánh vào và ở dưới ký tên Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyên, Ngụy Như Con Tum và Hồ Hữu Tường. Nguyên văn bức điện: một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập, chủ tịch là cụ Hồ Chí Minh, yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà. Khi cầm bức điện trong tay đọc xong, vẻ mặt Bảo Đại tỏ ra buồn lo vì câu sấm Nam Đàn sinh thánh đã không đúng và câu sấm Vạn Đại dung thân cũng sai nốt. Bảo Đại nghĩ là sai vì từ trước đến giờ, Bảo Đại cũng như những người dân Huế chưa hề nghe nhắc đến cụ Hồ Chí Minh. Và ngay cả đến Phạm Khắc Hòe cũng còn bán tín bán nghi, không biết cụ Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc có phải là cùng một người hay không. Nhưng để trình lại nhà vua nên Phạm Khắc Hòe đã vội vã chạy đi tìm ông Tôn Quang Phiệt để hỏi cho rõ. Không gặp được ông Phiệt, Phạm Khắc Hòe tới ngay nhà ông Đào Duy Anh để hỏi xem. May ra, ông Đào Duy Anh là nhà nghiên cứu, có thể biết rõ Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc là ai. Ông Đào Duy Anh tìm nhiều tài liệu lịch sử thì thấy nói ông Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng bôn ba hải ngoại nhiều nơi, hoạt động chính trị khi ẩn, khi hiện nên đã phải có nhiều tên khác nhau. Còn tên Hồ Chí Minh thì chưa có sách báo nào ghi cả và cũng không thể ai nhắc đến. Ông Hòe thấy ông Anh trả lời còn mơ hồ nên chạy tới ông Vũ Văn Hiền để hỏi lại xem sao. Ông Hiền là một luật sư, cũng để ý đến việc chính trị và biết rõ những hoạt động cách mạng của Việt Minh nên trả lời: đúng rồi, Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Ông Hòe nghe vậy mừng quá, chạy vội về báo tin cho vua Bảo Đại. Khi Bảo Đại nghe ông Hòe trình lại cụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc thì Bảo Đại giơ hai tay lên và buột miệng nói câu tiếng Pháp: Je vous bien le coup à l'os. Như thế thì thật đáng thoái vị. Bảo Đại vốn từ bé học tiếng Pháp nên hay nói tiếng Pháp trong gia đình khi có những chuyện vui buồn, riêng tư. Này được tin vui nên Bảo Đại cũng buột miệng dùng tiếng Pháp. Bảo Đại chỉ dùng tiếng Việt khi làm việc hoặc tiếp xúc với dân chúng. Sau khi nghe Phạm Khắc Hòe báo cáo rõ như vậy, Bảo Đại bảo ông Hòe thảo điện văn bản trả lời cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ kẻo trễ. Toàn văn điện như sau: Khâm phụng hoàng đế, văn phòng tôi trả lời bức điện số 6DT của ủy ban rằng ngài vui lòng thoái vị ngay và sắp đặt sẵn sàng, nhưng vì có trách nhiệm trước lịch sử và toàn thể quốc dân và muốn chính phủ mới chính thức ra mắt quốc dân một cách long trọng, ngài mong muốn ông chủ tịch chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời gấp về Thuận Hóa để ngài giao chính quyền và ngài muốn cho ông biết ngài làm lễ ấy. Đồng thời, hoàng đế lại sắc phong văn phòng để sao chuyển bức điện văn này cho nhà đương trước Nhật Bản và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tại Thuận Hóa biết. Tới chiều ngày 25 tháng 8, ông Phạm Khắc Hòe lại nhận được bức điện của chính phủ lâm thời tại Hà Nội gửi vào viết rằng: Hoan nghênh tinh thần dân chủ và đoàn kết, thống nhất của hoàng đế, yêu cầu hoàng đế hạ dụ, chính thức thoái vị để yên lòng dân, đại biểu chính phủ lâm thời sắp tới Thuận Hóa. Thế là, ngay chiều hôm đó, ông Phạm Khắc Hòe cho niêm yết tại Phủ Văn Lâu bản chiếu thoái vị và bản tuyên chiếu với hoàng tộc. Cũng đồng thời, bản chiếu thoái vị của hoàng đế được gửi đến các ông khâm sai Bắc Bộ, Nam Bộ và các tỉnh trưởng Trung Bộ để biết. Trong chiếu thoái vị của nhà vua, ông Phạm Khắc Hòe đặc biệt chú ý đề cao nền độc lập của nước nhà và bảo vệ quyền lợi của dân tộc. Bằng lời lẽ xúc tích, cô đọng, cụ Phạm Khắc Hòe đã nói thay cho hoàng đế Bảo Đại một tư tưởng lớn và dứt khoát rằng: Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, vì nền độc lập của Việt Nam, để đạt hai mục đích ấy, trẫm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả và ước mong rằng sự hy sinh của trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc. Nhận định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc chúng ta. Ngày 23 tháng 8, trẫm đã nhắc lại cho toàn thể nhân dân là: Ở giờ phút quyết định này của lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết. Trẫm để hạnh phúc nhân dân Việt Nam lên trên ngai vàng của trẫm. Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn là làm vua của một nước nô lệ. Trẫm chắc rằng toàn thể quốc dân cùng một lòng hy sinh như trẫm.
Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, nhân dân Huế đã tổ chức meeting trọng thể ở sân vận động để hoan nghênh phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời từ Hà Nội vào nhận sự thoái vị của Bảo Đại. Phái đoàn gồm có các ông Trần Huy Liệu, trưởng đoàn, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận. Buổi lễ được tổ chức long trọng trên Ngọ Môn. Đúng 4 giờ, xe của phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời mang cờ đỏ sao vàng tiến thẳng vào cửa chính giữa của Ngọ Môn giữa tiếng hoan hô vang dội của hơn 5 vạn người dân Huế. Bảo Đại cuốn khăn vàng, mặc áo vàng, quần trắng ra đón phái đoàn. Tại buổi lễ, trước hết, ông Trần Huy Liệu giải thích cho đồng bào rõ ý nghĩa của việc phái đoàn thay mặt chính phủ cách mạng lâm thời vào nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại và đọc cho đồng bào nghe bức điện mới nhận được từ Hà Nội, cho biết chính phủ lâm thời sẽ ra mắt quốc dân tại thủ đô Hà Nội vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Ông Trần Huy Liệu cũng đọc cho đồng bào nghe danh sách các thành viên chính phủ lâm thời. Đồng bào vỗ tay và hô khẩu hiệu chính phủ lâm thời nhiệt liệt. Sau đó, Bảo Đại đọc tờ chiếu thoái vị một cách xúc động. Khi Bảo Đại đọc xong, thì trên kỳ đài, cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống và lá cờ nền đỏ thắm năm cánh sao vàng được kéo lên giữa những tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm, hòa cùng 21 phát súng lệnh vang lên, chào quốc kỳ mới của Tổ quốc hồi sinh. Tiếng súng lệnh chấm dứt, Bảo Đại hai tay đưa lên, trao cho ông Trần Huy Liệu, trưởng đoàn đại biểu chính phủ, chiếc quốc ấn bằng vàng nặng gần 10kg và chiếc quốc kiếm để trong vỏ bằng vàng, nạm ngọc. Tiếp đó, ông Trần Huy Liệu đọc bản tuyên bố của đoàn đại biểu chính phủ, nêu rõ thắng lợi của cách mạng tháng 8 là kết quả của mấy chục năm đấu tranh anh dũng, kiên cường, bền bỉ của nhân dân cả nước, tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ và nhấn mạnh chính sách của chính phủ dân chủ là đoàn kết mọi tầng lớp quốc dân để xây dựng và bảo vệ đất nước. Lắng nghe xong bản tuyên bố của đoàn đại biểu chính phủ, mấy vạn đồng bào dự buổi lễ lại vỗ tay và hô vang khẩu hiệu Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm. Theo đề nghị của Bảo Đại, đoàn đại biểu chính phủ đã tặng ông huy hiệu cờ đỏ sao vàng. Ông Nguyễn Lương Bằng cài huy hiệu lên ngực Bảo Đại từ nay trở thành công dân Vĩnh Thụy. Đồng thời, ông Cù Huy Cận công bố điều này cho đồng bào biết và đề nghị đồng bào hoan nghênh người công dân Vĩnh Thụy. Vĩnh Thụy giơ tay vẫy đồng bào và ra về. Các bạn thân mến, vua Bảo Đại thoái vị là một sự kiện có tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỷ 16, khi chế độ phong kiến Việt Nam bắt đầu đi vào con đường suy tàn và mục ruỗng, nhân dân Việt Nam đã phải sống một cuộc đời đói khổ và phiêu bạt vì những cuộc nội chiến do các tập đoàn phong kiến gây ra. Cách mạng tháng 8 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Với thắng lợi của cách mạng tháng 8, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.